Phần bổ khuyết. Tiên sinh An Sĩ biên soạn sách này, từ những lý lẽ, sự kiện cho đến văn chương ý nghĩa đều trọn vẹn chu đáo. Tuy nhiên, có năm sự việc đáng lưu ý là: 1. Quả thân sau cùng của đế quân. 2. Du công giữ việc sự án. 3. Đầu thị giúp đỡ muôn người. 4. Tống Giao cứu kiến. 5. Thúc Ngao chôn xác rắn. Tiên sinh khi khảo xét các chuyện này, hoặc vì có những chuyện chưa từng được chính thức ghi chép, hoặc vì có những chuyện thấy đã đăng tải đầy đủ nơi các sách khác, người đời sau đều rõ biết nên lược bỏ đi. Thế nhưng như thế thì những người chưa từng đọc qua nhiều sách vở hẳn không thể biết được những chuyện này. Đây quả thật là một điều hết sức đáng tiếc cho đời sau. Vì vậy, nay căn cứ vào các bản chú thích, dẫn chứng của bài văn Âm Dứt để ghi chép thêm vào bản in lần này các chuyện nói trên, khiến cho sự thật được rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là y theo nguyên văn mà chép lại, không sửa đổi gì cả. Thích Ân Hoàng kính ghi. Quá thân sau cùng của đế quân. Đế quân sinh vào đời nhà Tấn. Triều đại nhà Tấn kéo dài từ năm 266 đến năm 420, phân ra làm hai thời kỳ là Tây Tấn từ năm 266 đến năm 316 và Đông Tấn từ năm 317 đến năm 420. Phần sau nói rõ hơn rằng đế quân sinh vào năm 287, tức khoảng gần cuối thời kỳ Tây Tấn. Họ Trương, tên Á, tổ tiên vốn người đất Việt, sau dời về đất Thục, sống ở Tử Đồng, Tứ Xuyên. Ngài lớn lên tuấn tú nho nhã, tính tình phóng khoáng, độ lượng, văn chương diễm tuyệt, sáng rõ mà khoáng đãng, trở thành bậc thầy nơi đất Thục. Cảm khái trước thời cuộc bất ổn lúc bấy giờ, Ngài lên đường chu du phương xa. Về sau, những môn nhân đã từng theo học liền cùng nhau lập đền thờ Ngài, đề tên là Văn Xương Quân. Vào đời nhà Đường, hai vị vua là Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông trị vì từ năm 712 đến năm 756, gặp loạn An Lộc Sơn tạo phản vào năm 755. Và Đường Hy Tông. Đường Hy Tông trị vì từ năm 873 đến năm 888, gặp loạn Hoàng Sào vào khoảng năm 874. Khoảng cuối năm 880 phải bỏ kinh thành Trường An chạy đến Thành Đô, sang đến năm 885 mới về lại Trường An. Năm 886 ông lại gặp nội loạn giữa các tướng lãnh, phải bỏ Trường An chạy đến Hưng Nguyên. Đến năm 888 mới trở lại Trường An, chỉ được một tháng thì mất. Nhưng khi tránh giặc loạn chạy vào đất Thục, đều được Ngài Hiển Linh bảo vệ giúp đỡ. Giặc Yên vua xuống chiếu phong Ngài là Tấn Dương. Hai vua sống cách nhau hàng thế kỷ. Ở đây không nói rõ vua nào xuống chiếu phong. Tuy nhiên, xét rằng nếu Huyền Tông đã có chiếu phong thì Hy Tông phải gia phong mới đúng. Do đó, chiếu phong Tấn Dương có lẽ của Đường Hy Tông. Người đời sau tôn xưng là đế đều là do nơi lòng tôn kính đối với Ngài. Du công xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa. Du công sinh vào thời nhà Hán, người quận Đông Hải, thuộc Đàm huyện, ngày nay là Đàm Thành, thuộc tỉnh Sơn Đông. Cách phân chia địa giới hành chánh của Trung Hoa thời ấy là mỗi tỉnh chia thành các huyện, mỗi huyện chia thành các quận. Giữ chức quan coi việc xử án trong huyện. Quận Đông Hải có người thiếu phụ quá chồng, hết sức hiếu thảo, quyết lòng ở dậy thủ tiết thờ chồng, nuôi dưỡng mẹ chồng vô cùng chu đáo. Mẹ chồng thương, sợ mình làm cản trở việc tái giá của con dâu, liền treo cổ tự vẫn. Đứa con gái bà lại vu cáo rằng cô con dâu đã bức tử mẹ chồng. Người quá phụ kia không sao tự mình biện bạch. Du công biết là án quan, cố sức bảo vệ, nhưng quan thái thú kia ấy chẳng nghe lời. Người quá phụ bị xử tội chết. Liền sau đó, quận Đông Hải bị hạn hán suốt 3 năm. Nhân khi có quan thái thú đến thay, Du công mang vụ án quan trình lên. Quan thái thú nhờ ông đến trước mộ người quá phụ hiếu thảo bị quan mà cúng tế. Ngay sau đó trời đổ mưa lớn. Du công làm việc, mỗi khi đưa ra nhận định
phán đoán, quyết án đều được người dân kính phục nghe theo. Cổng lớn nhà ông bị đổ, các vị phụ lão hương thân cùng nhau kéo đến bàn việc xây lại. Du Công nói: "Nên làm cổng sao cho xe bốn ngựa sau này có thể đi qua được." Xe do bốn ngựa kéo là loại xe lớn, xưa chỉ các quan chức bậc cao, nhà quyền thế mới có được. Nhà Vu Công khi ấy không có xe bốn ngựa, nhưng ông tin rằng mình làm nhiều việc thiện, lợi lạc dân chúng, tích chứa âm đức, nên con cháu sau này chắc chắn sẽ được hưng thịnh như thế. "Ta giữ việc xử án tích chứa nhiều âm đức, chưa từng quyết xử oan uổng, con cháu sau này ắt phải hưng thịnh. Sao con trai ông có công lớn với nước nhà, quả nhiên làm đến chức thừa tướng, được phong tước Bình Tây Hầu. Con cháu đời đời được nói truyền giữ chức ngự sử đại phu. Họ Đầu giúp đỡ buôn người, một cội sinh năm Cành Quế. Thời Ngũ Đại..." Ở đây chỉ thời Hậu Chu. Ngũ Đại của Trung Hoa lúc bấy giờ bao gồm các triều Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Đầu Vũ Quân, người Yên Sơn, nay thuộc huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc, đã hơn 30 tuổi mà chưa có con. Một hôm nằm mộng thấy ông nội đã mất, hiện về dạy rằng: "Con chẳng những là không có con mà còn yếu mạng nữa, nên sớm lo tu dưỡng phước đức, cầu chuyển mệnh trời." Đầu Vũ Quân do chuyện ấy mà nỗ lực làm nhiều việc thiện. Có người giúp việc trong nhà, lấy trộm của ông 200.000 đồng tiền. Chuyện dở lỡ, liền tự viết giấy bán đứa con gái nhỏ để bồi quan. Giấy viết rằng: "Tôi bán đứa con gái này vĩnh viễn để bồi thường vào khoản tiền thiếu nợ." Về sau người này lại trốn đi mất. Đầu Vũ Quân thương xót, liền đốt giấy nợ, nhận đứa con gái ấy làm con nuôi. Lớn lên lại lo chu đáo việc chọn nơi gả chồng. Những người thân thích nội ngoại, nhà ai có tang mà nghèo túng không thể lo liệu, ông đều xuất tiền giúp việc mai táng. Nhà ai có con gái không đủ tiền lo việc cưới gả, ông cũng xuất tiền giúp cho. Ông tính toán thu nhập trong mỗi năm, giữ lại vừa đủ chi dùng trong năm, còn bao nhiêu đều mang ra giúp đỡ người khác hết. Sinh hoạt trong gia đình lại hết sức cần kiệm, không vàng ngọc trang sức, không thê thiếp nàng hầu. Ông lập một thư viện ở góc phía nam trong nhà, sưu tầm được đến hơn 1.000 quyển sách, rồi mời thầy đến mở lớp dạy học cho những học trò mồ côi hoặc nghèo khó ở khắp nơi, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu ăn học. Những người nhờ ông giúp đỡ như thế về sau được hiển đạt rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, ông liên tiếp sinh được 5 người con trai, tất cả đều thông minh tuấn tú. Sau đó ông lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: "Từ nhiều năm nay cô làm được những việc công đức lớn lao lắm, tình con này đã được ghi trên sổ thiên tạo, con sẽ sống thêm được 3 kỷ nữa." Theo cách tính ngày xưa thì mỗi kỷ là 12 năm, do đó 3 kỷ là 36 năm. 5 đứa con rồi đây đều sẽ được vinh hiển, con nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn, không được lười nhác, thối thất tâm lành xưa nay. Vậy sao con trưởng của ông lại Đậu Nghi làm đến chức lễ bộ thượng thư, con thứ là Đậu Nghiễm làm đến lễ bộ thị lang, con thứ ba là Đậu Khản làm quan tả bổ quyết, con thứ tư là Đậu Xưng làm tả gián nghị đại phu, được tham gia những việc chính sự quan trọng, con thứ năm là Đậu Hy làm quan khởi cư lang. 8 người cháu sau đó cũng đều được vinh hiển phú quý. Ông thọ đến 82 tuổi. Một hôm không bệnh, trong lúc đang cùng thân quyến trò chuyện cười nói, bỗng an nhiên mà đi. Bậc danh sĩ là Phùng Đạo có bài thơ tặng ông như sau: "Yên Sơn Đầu Thập Lang, giáo tử hữu nghĩa phương, linh xuân nhất du lão, đan quế ngũ chi phương." Tạm dịch: Yên Sơn có Đậu Vũ Quân, dạy con theo đạo nghĩa nhân ký tình, cha lành một cội quy linh, sinh con hiển hách năm cành quế thơ. Do điển tích này mà người đời sau thường dùng năm cành quế để chỉ việc tích âm đức, sinh con cháu hiển vinh. Tống Giao Cứu Kiến trúng tuyển Trạng Nguyên. Đời nhà Tống có hai anh em là Tống Giao, Tống Kỳ. Một hôm đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy xem tướng mạo rồi nói: "Người em sẽ chiếm bản Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đậu cao."
Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng con hẳn đã từng cứu sống được trăm vạn sinh linh. Tống Giao bật cười nói: con là học trò nghèo khổ, có sức đâu làm được việc như thế. Vị tăng nói: không nhất thiết phải là việc cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều kể là sinh mạng. Tống Giao nói: có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, con lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến, có lẽ là việc ấy chăng? Vị tăng nói: quả đúng vậy rồi, do chuyện này mà năm nay em con tuy vẫn chiếm Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng rồi con không thể kém nó. Đến kỳ công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đậu Trạng Nguyên. Triều đình lập biểu chương trình lên Thái Hậu. Thái Hậu xem qua, cho rằng em không thể đặt trên anh, liền phóng bút sửa bài Tống Giao thành đệ nhất, còn Tống Kỳ thì từ đệ nhất thêm vào một nét thành đệ thập. Khi ấy mới biết lời Di Tăng nói quả nhiên không sai. Thúc Ngao chôn rắn sau làm tể tướng. Tôn Thúc Ngao người nước Sở, thuở thiếu thời thường đi chơi đó đây. Một hôm nhìn thấy con rắn có hai đầu, liền giết đi rồi đem chôn. Về nhà lo buồn bỏ ăn. Người mẹ gặng hỏi sự việc, Thúc Ngao khóc mà nói rằng: con nghe người ta nói rằng ai nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm nay con đã nhìn thấy, sợ rằng phải chết mà bỏ mẹ. Người mẹ hỏi: hiện giờ con rắn ấy ở đâu? Thúc Ngao đáp: con sợ có người khác nhìn thấy nó mang hại, nên đã giết mang chôn đi rồi. Người mẹ nói: đừng lo, mẹ nghe nói rằng người làm việc tích âm đức ắt được báo ứng tốt đẹp, con ngày sau ắt sẽ được hưng vượng nơi đất Sở này. Quả nhiên về sau Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn. Chức lệnh doãn của nước Sở tương đương với tể tướng, là quan đứng đầu trong triều đình, giữ quyền chính nước Sở.